Các ông thấy sao về những khoảnh khắc này? Ấy, ý tôi là bộ môn câu cá, chứ không phải bộ môn câu gái đâu nhá. Các ông ạ, thiên hạ cứ đồn rằng câu cá thì nhàn và nên thơ lắm. Nhưng thực tế thì nó lại ẩn chứa cả một bầu trời thử thách đấy nhá. Muốn biết người câu phải trải qua những gì thì mời các ông cùng ngó qua những khoảnh khắc câu cá hài hước và khó hiểu nhất được ghi lại qua ống kính camera nhá. Thứ nhất, ăn cá đá cần. Các ông có công nhận rằng những chú cá siêu to khổng lồ sẽ là niềm vui của một buổi câu cá phải không nào? Tuy nhiên, cũng chỉ nên vui thôi chứ đừng vui quá nếu không muốn rơi vào trường hợp như đoạn clip sau đây. Theo đó, chàng trai trong đoạn clip đang rất vui mừng với thành quả đầu tiên là một chú cá khá to. Tuy nhiên có lẽ vì quá phấn khích trước thành quả này nên anh ta đã lỡ tay vứt luôn chiếc cần câu kia xuống dưới sông. Thậm chí, anh ta còn giơ con cá này lên như thể đang khoe khoang một chiến tích mà không biết rằng đó là con cá đầu tiên và cũng là duy nhất của buổi câu hôm đó. Nhưng dẫu sao thì cũng may vì anh ta không tiện tay vứt nốt mái treo, không là thôi xong, đưa về nhà xa quá mẹ ơi. Một sự cố khá là bi hài phải không nào? Ông nào đã từng rơi vào trường hợp dở khóc dở cười như thế này thì nhanh nhanh mà thú tội đi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cách câu cá hoàn toàn mới lạ nhưng hiệu quả sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa lắm đấy nhé. Thứ hai, câu cá bằng đầu bò. Này các ông, thường thì khi đi câu ấy, các ông sẽ dùng thứ gì làm mồi câu? Giun đất, ốc vặn hay là thính? Phải rồi, đó đều là những mồi câu đặc trưng mà. Vậy thì đã bao giờ các ông nghĩ sẽ câu cá bằng đầu bò hay chưa? Đừng ngạc nhiên, vì đây là một cách câu hoàn toàn hiệu quả đấy nhá. Đéo tin. Không tin á, thì các ông cứ xem clip này thì biết. Cụ thể thì chàng trai trong clip này đang sử dụng một cái thủ bò thay cho cả cần câu lẫn mồi câu. Anh ta chỉ việc nhúng chiếc thủ bò này xuống dưới sông. Và thế là cả đàn cá thi nhau cắn câu. Sau đó chàng trai chỉ việc kéo cái cần câu đặc biệt này lên thì sẽ thu được cả đống cá tươi. Nhìn đúng là thích mắt phải không nào? Cứ câu theo kiểu này, có lẽ anh chàng này sẽ câu hết sạch cá trên sông mất thôi. Ở đây đã có đồng chí nào thử theo cách câu đặc biệt này chưa? Nhớ sang mình lại cho anh em cùng biết nhá. Còn bây giờ sẽ là một địa điểm câu cá mà chắc chắn nhiều ông chưa từng nghĩ tới đấy nhá. Thứ ba, câu cá dưới ống cống. Chắc hẳn là khi nhắc tới bộ môn thử thách lòng kiên nhẫn như câu cá thì các ông sẽ nghĩ ngay tới những địa điểm như là sông, hồ, ao, biển phải không nào? Thế nhưng còn có một địa điểm khác mà các tay sát cá có thể trải nghiệm đấy nhá. Đó chính là dưới ống cống. Nghe thì tưởng vô lý, nhưng thực tế thì nó lại có lý không tưởng đấy các ông ạ. Theo đó thì chàng trai trong clip này đã có một màn câu cá không thể nào đặc sắc hơn được nữa. Anh ta thả mồi câu qua khe của nắp cống rồi chờ đợi. Đợi chờ, rồi lại chờ đợi. 2000 years later. Và thật bất ngờ, cuối cùng thì một con cá cũng đã cắn câu. Chỉ có điều là nó hơi còi mà thôi các ông ạ. Khá là hay ho đúng không nào? Mấy con này mà đem chiên giòn thì đúng là ngon nhức nách. Tuy nhiên, có ai dám ăn hay không thì tôi cũng không chắc. Còn các ông thì sao? Các ông có muốn thử bộ môn ẩm thực mạo hiểm này hay không? Hãy để lại câu trả lời bên dưới video nhé! Còn bây giờ chúng ta sẽ tới với một cách câu cá không thể nào mà lem hơn được nữa. Thứ tư, tay không bắt cá. Các ông ạ, đã nói là đi câu cá thì đương nhiên là phải có cần. Thế nhưng mà nếu không có cần thì sao? Thì phải đổi lại sắc các ông ạ. Theo đó, một cô gái đã xinh đẹp lại còn ở trong trạng thái hai mảnh trông đến là mờ lem. Nhưng cô ta không phải là đi tắm biển, mà là đi câu cá bờ sông đấy các ông ơi. Điều ngạc nhiên hơn nữa là cô gái không cần sử dụng đến cần câu, mà cô lại dùng chính đôi bàn tay của mình để bắt cá. Và thế là 3, 2, 1. Ồ, một con cá không những to tròn mà lại còn háo sắc đã sang ngay phải lưới tình của cô gái. Đúng là thần kỳ phải không nào? Tôi đã nói rồi mà. Tay không bắt giặc là có thật đấy nha. Tuy nhiên lưu ý với các chị em là cách này chỉ có thể thành công nếu người câu ở trạng thái hai mảnh thôi đấy. Còn nhiều mảnh ấy thì tôi cũng không dám chắc kết quả của nó sẽ như thế nào đâu. Anh em nào mà tình nguyện làm người đồng hành với chị em trong chuyến đi câu mát mẻ này thì nhớ là điểm danh lần lượt xuống bên dưới video nhé. Tiếp theo sẽ là một cách câu cá thích hợp cho những kẻ muốn ăn nhưng không muốn làm. Thứ năm, câu cá không tốn sức. Các ông ạ, thầy Huấn Hoa Hồng đã từng dạy chúng ta một bài học rằng chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn mất. Chưa giờ thì tôi vẫn tin vào cái lý lẽ ấy lắm chứ.
Thế nhưng mà cho tới khi tôi xem được đoạn clip sau thì tôi mới biết bài học của thầy Huấn là sai lẻ lẻ ra rồi đấy nhá. Không tin thì các ông cứ xem clip thì biết này. Đấy, các ông có thấy không? Chỉ cần đi thuyền ra sông là cả đàn cá nhảy lên tanh tách. Thậm chí nhiều con còn tự giác lao luôn lên thuyền đấy chứ. Và nhiệm vụ sau đó chỉ là bỏ chúng vào giỏ, rồi mang về mà đánh chén mà thôi. Chẳng cần tốn công, cũng chẳng cần tốn sức, mà cũng có của ăn của đẻ. Đúng là thiên đường dành cho con đỗ nghèo khỉ như tôi đây rồi. Có ông nào biết đây là dòng sông nào thì nhớ để lại comment trong phần bình luận bên dưới để tôi còn biết đường xách ba lô lên mà đi nhá. Tiếp theo là một sự tiếc nuối không hề nhẹ của người câu cá. Thứ 6, miếng ăn tới miệng rồi còn tuột mất. Ông bà ta vẫn hay có câu trời đánh còn tránh miếng ăn. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì có lẽ là ông trời đã ngủ quên mất rồi. Trong clip là chủ bè đang đi ra khơi và câu cá cùng với gia đình của mình. Có lẽ vì là con nhà nòi, cho nên ngay phát đầu tiên, cậu ta đã câu được ngay một chú cá khá là đô con. Thế nhưng mà trong lúc đang hí hưởng kéo cần câu lên, thì một chú cá xấu đáng ghét nào đó đã tới và cướp trắng con cá kia đi. Vậy là chú bé đã quay chúng vào ô chúc may mắn lần sau, và chỉ có thể đứng nhìn tên trộm táo tợn kia quay đít ra đi với con cá béo bở trong mồm mà thôi. Còn bây giờ là một bài học cho những tay sát cá. Thứ 7, nghiệp cá quật. Chàng trai trong clip này có vẻ là đang khá mong chờ một con cá to đang mắc câu, vì trông cái cần nó căng thế kia cơ mà. Thế nhưng trong lúc anh ta cố gắng kéo con cá kia lên bờ thì ôi thôi, con cá đã nhả mồi câu từ lúc nào và cho anh ta ăn ngay một gậy rồi. Đúng là thanh niên nhỏ nhất của đất, đã không được gì rồi lại lãnh ngay cục u to đùng như thế kia. Ở đây đã có ông nào từng rơi vào trường hợp bi hài như thế này rồi? Nhớ để lại comment cho phần bình luận bên dưới video nhé. Thứ 8, buổi đi câu đen đủi. Các ông nghĩ sao về một buổi ra khơi đi câu? Chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời với dàn hậu cung hải sản đa dạng đúng không nào? Tuy nhiên, ngoài cái viễn cảnh tươi đẹp đó ra thì các ông hoàn toàn có thể nghĩ tới một buổi đi câu đen đủi như trong đoạn clip sau đây. Theo đó, một cặp đôi đang có buổi đi câu ngoài khơi đúng chất dân chơi làng chài chính hiệu. Thế nhưng thành quả của mỗi câu đầu tiên không phải cá mà lại làm con mực. Nhưng không sao hết, mực hấp xả hay là mực xào lăn thì cũng đều là những món ngon nhức nách phải không nào? Song hài hước ở chỗ ấy là đang đến đoạn vớt chú mực này lên thì chú ta đã cho người đàn ông nguyên một bãi mực đen xì mặt mày. Có vẻ như là trước khi chết, chú mực này đã có một màn trả thù không thể nào tăm tối hơn được nữa các ông nhỉ? Nhưng dù sao thì kết cục của chú ta cũng là vào nồi mà thôi. Cuối cùng là một bài học đáng nhớ dành cho những tín đồ của bộ môn câu cá. Thứ 9, mất cả chì lẫn chài. Trước giờ thì tôi cứ nghĩ là chỉ cần kiên nhẫn thì cứ câu nhất định sẽ có cá. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Đi câu thì yếu tố tiên quyết đầu tiên là phải sở hữu một thể hình chắc khỏe, nếu không sẽ rơi vào trường hợp như cô gái sau đây. Cụ thể thì cô gái trong clip đang cố gắng kéo chiếc cần một cách vô cùng khó khăn. Có vẻ là một con cá to đã cắn câu đây này. Thế nhưng rồi sao? Thay vì câu cá thì cô gái này lại để cá câu cần mất rồi. Lúc này mà có anh chàng đẹp dai cao to đen hôi nào mà vào giúp thì có phải là được cả cá cả người hay không? Ông nào mà tình nguyện vào giúp em gái này thì nhớ là điểm danh xuống bên dưới ngay nhá. Nhanh không là mất phần đấy này. Và đó là những màn câu cá kinh điển đã được ghi lại bởi ống kính camera. Các ông thấy chúng thế nào? Có khiến các ông mất niềm tin vào bộ môn rèn luyện tính kiên nhẫn này hay không? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video nhé. Tới đây thì thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin phép được khép lại. Nhưng khoan hãy rời khỏi màn hình. Đừng quên lại ủng hộ người anh em thiện lành này bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các anh em trong các series Super Soi tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye!